Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay trong video này Ngọc Ánh xin gửi tới quý vị một căn nhà xây dựng độc lập tại phố Phan Đình Giót, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì diện tích là 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng và cái vị trí của ngôi nhà thì rất là gần với lại cái mặt đường Quang Trung Hà Đông nha mọi người. Từ vị trí của cái ngôi nhà này mà ra cái mặt đường Quang Trung nó chỉ khoảng tầm 200m thôi. Ngõ trước nhà hai xe máy tránh nhau và cách với trục đường ô tô đi lại khoảng tầm 150m nha quý vị. Giá chào bán của căn nhà này là 2.900.000 đồng, đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, bao toàn bộ phí thuế sang tên và có hỗ trợ vay vốn khách hàng với khách hàng có nhu cầu. Với căn nhà này, quý vị chỉ phải trả trước khoảng tầm 1 tỷ cho tới 1,3 tỷ đồng thôi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý khách hàng nha. Sau đây mời quý khách hàng theo em cụ thể khám phá cái căn nhà này. Hiện tại thì Ngọc Ánh đang đứng ở phía phần phòng khách của ngôi nhà, với cái phần mặt tiền của ngôi nhà nó khoảng tầm 5m mọi người ạ. Rất là rộng. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và ở phía bên cạnh là có một cái cửa sổ nữa nha mọi người. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Từ vị trí của cái ngôi nhà này mà đi ra chợ Hà Đông nó khoảng tầm 3,5 km, cách với trung tâm thương mại Iomon Hà Đông nó cũng khoảng tầm 3 km thôi mọi người ạ. Căn nhà này thì đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ và hiện trạng của ngôi nhà thì mọi người có thể nhìn thấy trên video, có thể dọn đồ về ở ngay lập tức nha mọi người. Đó, thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Phần phòng khách của ngôi nhà như quý vị có thể nhìn thấy ở đây, chủ đầu tư thiết kế khá là chỉn chu và tỉ mỉ. Phần gạch lát nền của ngôi nhà thì kích thước gạch là 80-80 granite. Đó, thiết kế khá là hợp lý. Ngoài ra thì phía tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng bếp nữa mọi người ơi. Đây ạ, tầng 1 thiết kế một phòng bếp, một phòng khách và một phòng vệ sinh. Thì cái phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn đây như quý vị có thể nhìn thấy. Đấy, toàn bộ thiết kế tủ bếp ở đây là gỗ MDF nha mọi người, chống cong vênh mối mọt. Mặt bếp được thiết kế là đá granite và xung quanh bếp là được ốp kính ốp bếp. Phụ kiện bếp đi kèm thì chất liệu inox 304. Chỉ việc dọn đồ về và ở ngay với cái vị trí của cái căn nhà này thôi mọi người ơi. Mọi người theo em lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà nhé. Bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì giới thiệu với mọi người toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang là được ốp đá granite. Với phần tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ lớn và một phòng vệ sinh. Đây như mọi người có thể nhìn thấy thực tế, trên phía tầng 2 thì được lát sàn gỗ. Đó, ở đây thì đồng thời chủ đầu tư có thiết kế luôn cho mình một cái tủ quần áo nha mọi người. Đây, rất là tiện. Và cái phòng ngủ này thì rất là rộng mọi người ạ. Phòng ngủ rộng vô cùng luôn. Đều được trang trí hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn LED. Đó, trang trí xung quanh có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Đầy đủ hệ thống ống chờ, dây chờ và át chờ điều hòa. Phía tầng 2 còn có một phòng vệ sinh ở phía bên trong, khá là rộng nha mọi người. Thiết kế đầy đủ hệ thống sen cây, hệ thống bồn cầu và hệ thống lavabo bàn đá. Và cái căn phòng vệ sinh này thì rất là rộng. Quan trọng là vị trí của mỗi ngôi nhà là ở đâu thôi mọi người ạ. Còn mới hình thành lên được cái chất lượng cũng như là cái giá cả của cái căn nhà. Toàn bộ những cái video Ngọc Ánh quay lên gửi tới quý khách hàng thì đều đầy đủ về cái tính chất pháp lý, đầy đủ sổ đỏ, giấy phép xây dựng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho quý vị nha. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 để khám phá tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà thiết kế như thế nào. Và với tầng 3 của ngôi nhà cũng thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Cũng thiết kế một phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Cái diện tích căn phòng ngủ này nó khá là rộng mọi người nha, nó khoảng tầm 17m². Và đây mọi người có thể nhìn thấy thực tế ở đây, chủ đầu tư cũng lắp luôn cho mình một cái tủ quần áo theo kiểu âm tường mọi người ạ. Rất là đẹp, gọn gàng. Đó, Ngọc Ánh xin nhắc lại vị trí nha mọi người. Nó thuộc ở phố Phan Đình Giót, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ vị trí của nó mà đi ra tới trục đường Quang Trung thì nó chỉ tầm 200m thôi. Rất là gần. Diện tích thì 30m, thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Đấy mọi người thấy không? Hướng nhà là hướng Tây Nam, cũng rất là mát. Bởi vì đằng trước là có nhà rồi mọi người ạ, nên là không bị nắng chiếu vào. Và phần tầng 3 cũng vậy. Phần tầng 3 cũng được thiết kế đầy đủ hệ thống sen cây, hệ thống thiết bị vệ sinh, đáp ứng phục vụ cái nhu cầu sử dụng theo từng tầng nha mọi người. Đầy đủ công năng.
Từ vị trí của ngôi nhà này thì gần như là đi lên trung tâm Hà Đông, chợ Hà Đông rồi các bệnh viện lớn, nó rất là gần, đi lại lên cái trục đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân hoặc là ra Lê Văn Lương cũng rất là ok nha mọi người. Nó thuận lợi vị trí giao thông đi lại. Mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế nó đặc biệt hơn một chút so với tầng 2 và tầng 3 là có hai phòng ngủ nha mọi người. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên, cũng khá là rộng mọi người ạ. Đó, có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Tất cả các cửa thông phòng của cái ngôi nhà này đều là cửa gỗ nha mọi người. Đó. Riêng tầng 4 thì chủ đầu tư không lát sàn gỗ, thay thế vào đấy là chủ đầu tư lát gạch kích thước 30-60. Đây là căn phòng ngủ tầng tiếp theo ở phía tầng 4. Như vậy, tầng 2, tầng 3, mỗi tầng thiết kế một phòng ngủ lớn và một phòng vệ sinh. Lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế là mỗi một tầng 2 phòng. Hợp lý và có một nhà vệ sinh ở phía bên ngoài nha mọi người. Đầy đủ công năng đáp ứng sử dụng theo từng tầng. Phần còn lại của ngôi nhà là tầng 5. Mời quý khách hàng khám phá cùng Ngọc Ánh tầng 5 nha. Và mọi người ơi, trên phía tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Gồm một khu vực để máy giặt, một phòng thờ và một sân phơi. Thì khu vực để máy giặt đây mọi người nha. Đây ạ, đây chính là khu vực để máy giặt, rất là thoáng. Và phòng thờ của ngôi nhà đây mọi người ạ. Đều, tất cả các phòng đều có đầy đủ cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Trên riêng tầng 4 và tầng 5 thì chủ đầu tư là lát gạch nha mọi người. Và phần còn lại cuối cùng của ngôi nhà là phần sân phơi. Đó, mời mọi người ngó nghiêng cái phần xung quanh nhà cùng em. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy xung quanh của ngôi nhà dân cư rất là đông đúc, vị trí của ngôi nhà thì khá là hợp lý. Đi ra tới cái trục đường chính thì rất là gần. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí cụ thể của căn nhà này thì có thể liên hệ ngay với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 nhé. Mọi người xem video của em thì nhớ nhấn like để ủng hộ em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.